trận giao lưu giao hữu giữa hai vận động viên Phạm Thế Duyệt đến từ bóng bàn Hải Phòng giao lưu với Lê Hoàng Bạc đến từ bóng bàn Quảng Bình. 0-1. Một một. Hai một. Một ba. Hai ba. Một pha ném dứt rất hay của vận động viên Lê Hoàng Đạt. Ba ba. Ba bốn. Ba bốn. À xin lỗi, bốn đều. Mét. Bốn năm. Năm năm. Năm sáu. Sáu sáu. Bảy sáu. Sáu tám. Bảy tám. Tám tám. Tám chín. Chín chín. Gài bóng rất hay của vận động viên Lê Hoàng Đạt. 9 10. 10. Kết thúc trận đấu thứ nhất với tỷ số 11-9 nghiêng về vận động viên Lê Hoàng Đạt. Trận đấu thứ hai bắt đầu. 0-0. 1-0. 0-2. 1-2. 2-2. Mét. Mét mét. 3-2.
3-3. Ba bốn 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 năm bốn bốn sáu năm sáu bảy năm bảy sáu sáu tám sáu chín mười sáu kết thúc trận đấu thứ hai với tỷ số 11-6 nhưng về vận động viên Phạm Thế Duyệt tỷ số trận đấu bây giờ đang là 1-1. Tư Duy lên, Thông Minh lên. Một không một một hai một hai hai phá lên xoáy đất uy lực của vận động viên Lê Hoàng Đạt 3-2 2-4 2-5 5-3 5-4 4-6 Dạ. Dạ. Mai giờ cây mai về quê điện nhá. Dạ dạ sếp, dạ dạ. Dạ dạ em cảm ơn. Dạ. Hôm qua Quảng Trị nó điện xây cái đúc cái tượng thành cổ nó gửi ra 5 triệu rồi không biết. À dạ thế ạ. Dạ dạ. Cảm ơn sếp. Dạ. Dạ cảm ơn Phó Chủ tịch. Thật sự. À dạ. Dạ vâng. Dạ vâng.
Dạ. Ủa, hồ điện đang quay sếp luôn à? Thế hả? Dạ. À, dạ, hồ tên cổ sếp. Dạ. Dạ, cảm ơn sếp. Dạ, dạ. Mấy điện. Bảy chín tám chín 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 và lên xoáy đèn phải rất uy lực của vận động viên Lê Hoàng Đạt. Tập kiện thay đi lóng nhưng mà mới tập cơ bản thôi, chưa được tập nâng cao. Mười chín hay quá. Mười một, mười. Vâng, những pha đến phải rất hay của vận động viên Lê Hoàng Đạt. Vận động viên Phạm Thế Duyệt cùng thủ rất hay. Mười một. Mười hai. Hai bóng. Kết thúc sắc đầu thứ 3 với tỷ số 13-11 nhưng về vận động viên Phạm Thế Duyệt 2-1 á. Tỷ số trận đấu bây giờ đang là 2-1 tạm thời nhưng về vận động viên Phạm Thế Duyệt. Bóng bao này không. Trận đấu thứ tư bắt đầu. Không. 1-0. Một.